Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với một series hướng dẫn lập trình game trên nền tảng Unity với ngôn ngữ C#. Series này chúng ta sẽ là một loạt bài hướng dẫn về lập trình trò chơi Gomoku hay còn gọi là game cờ caro. Series này gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, thiết kế về giao diện. Phần thứ hai, khởi tạo bàn cờ. Phần thứ ba, thiết kế trọn vẹn game dành cho hai người chơi với nhau. Phần thứ tư, thuật toán Minimax, sơ lược về thuật toán Minimax và Alpha Beta trong lập trình game đối kháng. Phần thứ năm, viết trọn vẹn một game mà người chơi có thể chơi được với máy tính. Chúng ta vào phần thứ nhất. Phần thứ nhất của tôi là tôi đã thiết kế cái giao diện của bàn cờ Gomoku ở trên Photoshop như hình bạn đang xem. Và tôi đã cắt rời tất cả các phần ở trong cái bản thiết kế này ra thành các phần nhỏ. Ở đây. Vâng, tôi đã thiết kế nó ra thành các tôi đã cắt nó ra thành các cái phần nhỏ như này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế các cái đồ họa này lên trên Unity. Thế nên tôi tạm thời bỏ cái phần Photoshop này đi cho đỡ nặng. Đấy, hình ảnh của chúng ta gồm có như từng đây các hình. Bây giờ chúng ta mở Unity lên. Ta chọn New. Ta chọn một game 2D. Viết tên dự án của chúng ta. Gomoku Chess Grid. Rồi, khi Unity của chúng ta khởi động lên thì chúng ta sẽ thấy giao diện của chương trình như trên. Bây giờ chúng ta hãy kéo cái file ảnh của chúng ta vào. Cái thư mục mà chứa ảnh của chúng ta vào đây. Ta chọn Sprite. Ta kéo thẳng nó vào đây. Là các thư viện hình ảnh của chúng ta đã được vào trong chương trình rồi đấy. Ở trong chương trình thì chúng ta thấy rằng là có một chương trình đã tạo sẵn cho chúng ta một scene tên là sample. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại những cái scene này. Tôi có thể chọn đây là cái màn hình chào. Màn hình chào. Tôi sẽ viết chương trình này bằng cố gắng bằng tất cả những thứ gì mà có thể là chuyển nó thành tiếng Việt thì tôi sẽ chuyển nó đi nhé. Để các bạn dễ hình dung. Đây màn hình chào. Màn hình chào là cái màn hình mà nó hiển thị ra cái logo của mình. Chỉ khoảng vài giây rồi tắt đi. Sau đó chúng ta đến một cái màn hình nữa. Ta chọn Christine. Đặt chọn thêm tạo thêm một một cái màn hình nữa gọi là màn hình menu, màn hình danh mục. Tôi sẽ cố gắng Việt hóa hết tất cả các thứ ở trên đây để cho chúng ta dễ hình dung. Màn hình danh mục. Cái thứ ba là màn hình chơi game ấy. Màn hình chính nhỉ, màn hình trò chơi. Rồi. Bằng cách này thì tôi cũng là hướng dẫn các bạn là biết cách chúng ta có thể liên kết được giữa các cái scene với nhau. Trong nhiều trò chơi thì chúng ta có ở nhiều cấp độ, có nhiều cửa đấy, có nhiều level ấy. Thì chúng ta sử dụng nhiều cái màn hình trò chơi.
Thì ở đây chúng ta sử dụng 3 màn hình. Màn hình thứ nhất là màn hình chào, chào hỏi, hiển thị ra một cái logo, cái logo của mình nhỉ, để giới thiệu về công ty của mình chẳng hạn. Cái màn hình thứ hai là màn hình danh mục. Màn hình danh mục này có thể có các cái lựa chọn là chơi hai người hay là chơi một người. Cái màn hình trò chơi là màn hình chính của chúng ta. Chúng ta có thể chơi hoặc là người dùng có thể chơi tương tác với nhau ở trên ở trong cái màn hình này. Thế để liên kết được ba cái màn hình này vào với nhau thì trước tiên thì chúng ta cần phải khai báo nó ở trong chương trình đã. Ta vào trong file, ta chọn bơn setting. Ở đây thì chương trình chúng ta chỉ có một cái màn hình thôi, đó là màn hình chào thôi. Chúng ta chưa khai báo được hai cái màn hình này. Thế để khai báo thì có hai cách. Một là chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta chọn Add Open Scene. Đó. Hai là chúng ta cầm, chúng ta kéo thẳng nó vào đây. Đó, kéo thẳng nó vào đây. Như vậy là ta đã được ba cái màn hình chúng ta vào đây rồi. Mà chúng ta không cần thiết phải làm cái công việc gì nữa cả, chúng ta có thể tắt đi được rồi. Rồi bây giờ ta sẽ thiết kế cái màn hình chào nhé. Ta chọn vào màn hình chào. Ta chọn vào spy của chúng ta. Kéo cái logo và cái banner này nhé vào trong đây. Thiết lập cho nó nằm ở vị trí số 0. Chúng ta có thể là scale nó to lên một chút cũng được bằng cách là kéo giãn hoặc là gõ cho nó an toàn, là ta nhấn gõ bàn trên bàn phím 2.5 cho nó đúng tỷ lệ 2.5. Đây màn hình của chúng ta đây. Màn hình chào của chúng ta sẽ là như này. Ta muốn cho nó động lên một chút xíu thì chúng ta có thể là tạo động cho để tạo động cho một cái đối tượng này thì ta chỉ cần nhấn vào cái đối tượng, nhấn vào đối tượng, một là nhấn đây, hai là nhấn đây, nhấn vào đối tượng, sau đó chúng ta chọn vào trong Window, chọn Animation, chọn Animation thì sẽ ra cái bảng animation này. Chúng ta nhấn create và new tên của nó. New tên của nó. Ta tạo một cái folder mới là animation. Đặt tên như nó là banner. Chúng ta muốn cái thời gian hiển thị của cái biểu tượng này là bao nhiêu thì chúng ta sử dụng cái thanh timeline này nhé. Bây giờ tôi muốn là cái logo này nó sẽ từ mờ xong rồi đến rõ, nó sáng lên xong rồi tối đi trong khoảng 5 giây. Thì ta sẽ nhấn vào nút đầu tiên, chọn Add Property. À xin lỗi, chúng ta phải nhấn vào cái nút màu đỏ này để cho nó lưu lại cái quá trình của chúng ta đã nhé. Ta chọn Add Property. Ta chọn Sprite. Chọn vào màu sắc. Nhấn dấu cộng. Chúng ta có thể nhấn vào đây để mở ra các cái bảng màu. Và nó kéo cho chúng nó về không. Vậy là hình ảnh của chúng ta đã mờ hết. Khi đưa về phía bên này thì nó sẽ sáng rõ lên, đúng không nhỉ? Tối và sáng.
Đó. Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục, chúng ta tạo tiếp cho nó động lên một chút nữa. Chúng ta tính đến đây là 1 giây rồi. Giờ chúng ta sẽ cho nó dừng lại khoảng 3 giây. Chúng ta sẽ cho nó dừng lại thêm 3 giây. Đến số 4. Đến 4 giây này. Thì chúng ta sẽ thêm cho nó một cái nữa vào đây. Đó. Ta nhấn vào đây để add thêm cho một cái điểm nút ở đây. Để đi tiếp đến giây thứ 5. Ta lại add thêm cho nó một cái nữa ở đây. Và ở đây thì ta lại cho nó về trở về với cả số 0. Để cho nó mờ đi. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta có thể chạy thử. Đó. Mờ rồi sáng, sáng rồi mờ đi. Thế nhưng mà cái màu nền của chúng ta thì nó lại là cái màu màu xanh như này. Mà chúng ta nên để nó thành màu đen thì đẹp hơn. Thì để cho nó thành màu đen thì chúng ta nhấn vào màn hình chào, nhấn vào camera, chúng ta chọn cái background là màu đen. Đây nó là cái màu đen như này chẳng hạn. Rồi ta nhấn chạy, lúc này là màn hình sẽ trở thành màu đen, trông sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không? Bây giờ thì chúng ta muốn là cái màn hình chào này, một cái màn hình chào này nó chỉ hiển thị lên khoảng 5 giây rồi nó chuyển sang cái màn hình danh mục này. Thì chúng ta làm như nào? Chúng ta sẽ làm như sau nhé. Trước tiên chúng ta sẽ thêm một thư mục tên là script. Thư mục này nó sẽ chứa các đoạn mã code của chúng ta. Ta nhấn kép vào cái thư mục script và tạo mới cho nó một cái script C# script. Rồi, đặt tên cho nó là màn hình chào. Enter nó thêm một lần nữa để vào trong C#. Vâng, đây là đoạn code của chúng ta. Chương trình đã tạo sẵn cho chúng ta một vài cái đoạn mã. Chúng ta thấy những cái thứ gì mà chúng ta không cần, ta xóa bớt nó đi. Bây giờ để cho cái scene này, nó gọi đến scene này thì ta phải sử dụng đến một cái thư viện của Unity, đó là cái quản trình quản lý các cái màn hình của Unity. Thì trong đây chúng ta sẽ gọi nó bằng cái tên xin lỗi. Thì ở đây ta sẽ dùng thêm là using Unity Engine chấm Scene Manager. Đó. Bây giờ để cho nó gọi khoảng 5 giây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến. Tôi cho nó là biến cục bộ thôi. Biến lên biến float có tên là thời gian chờ bằng 5 giây. Vì nó là biến float nên luôn luôn phải có dấu chấm
và có cái tự hậu tố là app. Ở trong phần update thì chúng ta sẽ gọi gọi cái màn hình mới ra và xóa cái màn hình cũ này đi. Nếu mà hết thời gian 5 giây thì gọi màn hình danh mục. Scene manager chấm load scene màn hình danh mục. À, đây là chúng ta gọi luôn, mà gọi liên tục thế là không được. Ta sẽ phải sử dụng một lệnh if để nó tính toán cái thời gian chờ mà nó nhỏ hơn hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng không. Thì nó sẽ gọi đến cái màn hình chờ này, màn hình danh mục này. Nếu không thì lúc này cái thời gian chờ ấy nó phải trừ đi, nó phải bằng cái trừ đi delta time, delta time. Câu lệnh này viết giống như là như này. Hai câu lệnh giống nhau. Bên này cho tắt đi. Bây giờ ta sẽ chạy thử. Trước khi để cho nó chạy thử thì ta phải kéo cái script nó vào trong cái main camera này. Đó, được rồi đấy. Ta sẽ chạy thử này. Đó. Đây là màn hình danh mục. Đúng không? Ta nên chọn cái tỷ lệ như này. Tỷ lệ màn hình như này. Ta chạy lại nhé. Đây là đang là màn hình chào này. Ta thấy nó đang là màn hình chào. Sau 5 giây, ta sẽ nhảy sang màn hình danh mục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cho cái màn hình danh mục. Giờ chúng ta sẽ nhấn vào màn hình danh mục. Tại đây, ta sẽ kéo vào một cái nền để nó. Để thiết kế thêm các cái nút lệnh vào trong cái màn hình này thì chúng ta sẽ thêm cho nó các cái UI. Đấy. Ở đây là ta chọn là các button. Trong các cái clip trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn có thể sử dụng các cái canvas này để cho nó vào vừa với cả cái màn hình của chúng ta. Thì chúng ta trước tiên ta phải chọn vào canvas. Trong cái canvas này ta sẽ chọn vào cái render mode, chọn là cái trong cái khoảng skin face camera và sau đó ta kéo cái main camera của chúng ta vào trong render camera.
Thì lúc này là cái canvas của chúng ta nó đã nằm ở trong cái camera của chúng ta rồi. Nút bấm của chúng ta đây. Ở đây thì chúng ta không nhìn thấy cái nút bấm bởi vì nó đã bị che lấp bởi cái nền này rồi. Cho nên là ta sẽ để cái nền này nó ra phía đằng sau, đẩy nó ra phía đằng sau để cho cái nút lệnh chúng ta nó nằm phía trước. Ở trong cái order này ở này để chúng ta cho nó bằng âm 1 của background thì nó tự động nó sẽ đẩy ra phía sau. Lúc này ta đã thấy cái nút của chúng ta đây rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể là thay đổi cái nút này bằng các cái tên nút lệnh chúng ta đã vẽ ra từ trước. Ở cái mục đầu menu này gồm có các cái lựa chọn như là người chơi với cả máy này. Đúng không nhỉ? Ta có thể nhét nó vào đây. Đó. Người chơi với máy. Ta có thể nhân bản các cái bức tường này bằng cách nhấn phím Ctrl cộng với cả phím R. Đấy, phím D đấy. D đấy. Đó. Ta kéo nó đi này. Hai nút. À, thêm một nút nữa. Ba nút. Ở đây thì ta có thể là thay đổi một người chơi với một người này. Nút này là nút thoát này. Thoát khỏi game này. Đó. Giờ để cho nó đúng với cả cái nó đúng với cả tỷ lệ của hình ảnh, nó không bị méo mó như này. Tôi mở lên các bạn nhìn rõ. Giờ thấy ở đây nó hơi bị méo mó, đúng không nhỉ? Nó hơi méo mó, nó không đúng tỷ lệ. Thì ta sẽ dùng như sau, nhấn vào nút. Sau đó chúng ta set vào đây, dùng cái nút lệnh này. Đó, để chúng ta đưa nó về đúng tỷ lệ. Rồi. Và chúng ta nhìn thấy vẫn có chữ một cái chữ MM phía sau. Để làm mất cái chữ MM này, ta chọn vào các cái nút này. Mở nó ra. Chọn vào cái dòng text này. Ta chọn xóa bỏ text. Nhấn vào cái nút này để xóa bỏ text. Đó. Các nút này làm tương tự. Đó. Các cái hình này thì chúng ta cũng để cho tỷ lệ nó nho nhỏ một chút để nó quá to. Ta có thể sử dụng hai mức, một là sử dụng cái độ cao độ rộng này, hai là ta sử dụng vào cái scale này. Để tôi dùng scale đây là 0,5 đi, 0,5 thì nó cùng một tỷ lệ 0,5, 0,5. Đây cũng vậy. Đó. À xin lỗi, 5 chứ không phải là 4. Rồi. Đấy, bây giờ thì màn hình của chúng ta đẹp hơn. Rõ ràng hơn đúng không nhỉ? Ta kiểm tra xem nó nằm vào giữa chưa nhé. Ta nhìn cái post x này mà nó nằm ở không, có nghĩa là nó đang nằm ở giữa. Rồi, tôi thấy nó rất ổn rồi. Bây giờ ta sẽ viết lệnh cho nó. Khi nhấn vào các cái nút này, nó sẽ nhảy sang cái màn hình trò chơi này. Ta cũng thiết kế luôn cái màn hình trò chơi cho nó vậy nhé. À, chọn vào Spy
rộng ra. Rồi, cho vào giữa, nó chuẩn xác. Hôm nay là âm 1. Xin lỗi. Hôm nay là âm 1. Bàn cờ của chúng ta đây. Chúng ta có thể để một cái khoảng để sau này nếu mà ta thích ta có thể viết ở đây là đến lượt của ai ra chơi đúng không nhỉ? Bên này thì ta sẽ lại cũng có một cái danh mục này nó là chia lại này. Lần này tôi sẽ sử dụng tôi không sử dụng các nút bấm nữa, tôi sẽ sử dụng các cái game play, xin lỗi, các cái game option để cho thay đổi đi. Đây là nút chia lại này, nút này là nút quay về mấy cả menu này. Một nút là thoát game này. Đấy, ta cũng làm ba cái menu này thôi. Có một điều là nếu mà các bạn muốn ở các cái game option này nó có tác dụng giống như là một cái nút lệnh thì chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải add vào trong các cái game option này, các cái game object này, một cái component. Cái này nó là chính là cái box collider. Thì ta sẽ đưa vào các box collider vào cho các cái game object này. Bạn này cũng vậy. Lúc này cũng vậy. Rồi. Phần này viết code cho phần này thì tôi sẽ xử lý sau. Khi mà chúng ta làm việc với cả cái game của chúng ta. Cái màn hình game của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái màn hình danh mục. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý để viết. Trước tiên là viết nút thoát game đã này. Trong script chúng ta viết một cái script là thoát game, thoát trò chơi đi. Tại sao tôi viết riêng nó là một mình nó một một cái script? Bởi vì là cái thoát trò chơi này nó có sử dụng cho cái nút lệnh này và nó sử dụng cho cả cái nút lệnh của màn hình chơi game nữa. Bây giờ ta viết để cho nó thoát nhé. Nhấn cáp chuột vào script chúng ta. Rồi, chương trình sẽ tự động tạo cái file script của chúng ta ở trong Visual Studio. Bây giờ các cái nút ở các cái câu lệnh này ta không cần nữa, ta chỉ cần viết mà câu lệnh cho nút thoát thôi. Public thoát. Bên trong này rất đơn giản, ta sử dụng debug. Tại sao tôi dùng debug? Debug để chúng ta biết được rằng là chương trình nó đã thoát rồi. Và cái câu lệnh kết thúc nó của nó là câu lệnh application chấm quit.
À, câu lệnh này rất đơn giản, vậy thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng một câu lệnh này thôi. Cái bên trên này chẳng qua là để chúng ta biết được rằng là nó đã thoát, bởi vì là trong Unity, ở trong Unity thì khi thoát game thì khi mà ta dùng cái lệnh application.quit ấy, sẽ không, nó sẽ không thoát được cái chương trình ra đâu, mà chỉ đến khi chúng ta đóng gói ra để chạy thực tế thì nút lệnh này nó mới thoát nhá. Cho nên tôi phải thêm vào cho nó cái câu lệnh là thoát rồi, là vì thế. Bây giờ để cho cái nút lệnh này nó có tác dụng thì ta sẽ kéo cái chữ, cái script của chúng ta vào trong cái các nút lệnh này. À, tôi đặt tên lại cho các nút lệnh đấy nhá, để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây là một với một, ở đây là một người, một người, đây là hai người, hai người chơi ấy. Đây là thoát. Ta sẽ kéo cái script thoát này vào trong thoát. Sau đó ta lại kéo luôn cái nút lệnh này vào trong, vào trong cái on click này của chúng ta. Bây giờ ta chọn vào thoát, sau đó ta chọn ở trong cái phần on click ấy, ta sẽ chọn thêm cho nó một cái sự kiện. Nhấn vào đây. Lên sự kiện này. Sự kiện này sẽ gọi đến cái script thoát này, và ta kéo cái thoát này vào trong cái object này. Thì lúc này ở đây sẽ có thêm ở cái hàm chỉ sự kiện cho chúng ta. Ta chọn vào cái hàm này, chọn thoát trò chơi, rồi chọn đến nút thoát. Như vậy là xong. Nút lệnh này đã giải quyết cho chúng ta việc thoát trò chơi. Tôi chạy thử. Khi nhấn nút thoát, vâng, chương trình sẽ không thoát đâu ạ, mà nó hiển thị cho chúng ta biết rằng là đã thoát rồi. Khi chúng ta đóng gói chương trình thì cái nút thoát này nó mới có tác dụng. Bây giờ ta xử lý tiếp hai cái đối tượng tiếp theo. Để bấm vào cái nút này mà cái màn hình trò chơi này nó hiểu được rằng là ta đang chơi một người hay hay đang chơi hai người, thì ta phải chuyển một cái biến từ cái màn hình này sang màn hình này. Thì chúng ta sử dụng thêm vào một ở game object nữa, bằng cách nhấn phải chuột, chọn create empty. Ta sẽ tạo thêm được một game object. Game object này đặt tên nó là số người chơi. Đó. Cái game object này nó có tác dụng là nhảy từ cái màn hình này sang màn hình trò chơi. Thế để cái game object này nó nhảy được sang bên này thì ta sử dụng một đoạn script sau. Trước tiên ta sẽ tạo thêm hai script nữa. Script, một cái script là chế độ chơi và một tạm thời đóng cái số nữa, và một script nữa đặt tên là số người chơi.
tạm thời đóng nó đi tí chúng ta quay trở lại. Ở trong cái phần chế độ chơi này thì chúng ta sẽ kéo nó vào trong cái màn hình, kéo nó vào trong các cái nút lệnh này. Một người chơi và hai người chơi. Còn cái số người chơi này thì nó sẽ là lưu trữ cái biến để chuyển sang cái màn hình kia. Ta sẽ kéo nó vào trong cái object này. Đó, bây giờ ta sẽ viết các câu lệnh cho nó. Ở phần chế độ chơi trước, ta không cần những cái thứ này nữa, bỏ nó đi. Ở phần chế độ chơi thì ta sẽ thêm vào một cái biến public game object số người chơi. Cái biến này thì chúng ta sẽ kéo cái game object vào trong cái biến này. Sẽ, dùng để kéo game object số người chơi vào. Cái thứ hai, cũng thêm một cái biến nữa, một cái public nữa. Một cái public này thuộc ta có thể chọn bất kỳ một cái kiểu dữ liệu nào cũng được. Nhưng mà tôi thích thì tôi dùng kiểu dữ liệu string ở một chuỗi là số người. Tiếp theo thì ta sẽ thêm một câu lệnh cũng public. Một cái thủ tục, một cái sự kiện là người chơi. Số người chơi. Nghĩa là cái game object này nó sẽ lưu trữ ta dùng get component vào cái game object số người chơi. Và ở đó là giữ cái biến số người chơi, số người bằng số người. Rồi. Để tại sao cái này là báo lỗi? Báo lỗi bởi vì là ta chưa viết cái biến này ở trong cái script này. Giờ ta sẽ viết cái biến đó ở trong cái này để cho nó nhận cái giá trị của giá trị số người chơi của bên này. Trước tiên thì ta sẽ phải khai báo một cái biến public thuộc kiểu chuỗi số người. Ở đây thêm private câu lệnh này thì nó sẽ có tác dụng là nó chạy khi script bắt đầu chạy. Thế với câu lệnh này để cho cái game object này nó không bị mất đi sau khi chương trình làm việc xong, nó không mất đi, kể cả rằng là cái scene này nó bị thoát đi chẳng hạn, thì cái này nó vẫn không mất đi mà nó sẽ chuyển sang cái scene này. Xin những bạn nhớ tên nó nhé, số người chơi. Tía sau khi tôi gọi thì cái số người chơi này nó sẽ nhảy sang cái màn hình chơi này, nằm bên dưới này. Ta sẽ tiếp tục. Ở cái script này nó chỉ có vậy thôi, ít như vậy thôi. Bên này chúng ta tiếp tục ta gọi đến cái scene màn hình trò chơi đúng không nhỉ? Dùng scene
Xin lỗi, chúng ta chưa sử dụng đến cái hữu sinh Unity chấm scene manager. Phải có cái này thì nó mới có cái này. Xin lỗi, để ta quen. Scan measure chấm load màn hình là cái gì nhỉ? Màn hình trò chơi, đúng không? Màn hình trò chơi. Rồi, sau khi nó gọi đến cái màn hình trò chơi này thì cái game object này nó vẫn không bị mất đi. Mà nó tự động nó được tạo luôn ở trong cái màn hình chơi này. Bây giờ ta quay trở về với cả Unity của chúng ta. Tương tự như là cái nút thoát này này thì chúng ta bây giờ vẫn phải kéo các cái option này, xin lỗi, các cái game object này vào trong các cái sự kiện này. Một người chơi ta chọn và ta kéo một người chơi vào, chọn cái sự kiện cho nó, sự kiện cho nó là người chơi. Ở bên dưới này trong cái script chế độ chơi thì ta có các cái là số người chơi, các cái biến là số người chơi và số người, đúng nhỉ? Biến số người chơi này nó là một cái game object, ta kéo cái game object này vào. Cái số người này đấy là do ta quy định thôi, đúng không nhỉ? Nó là một cái chuỗi, đúng không nhỉ? Đây là một người chơi, một người. Sử thế. Cái nút lệnh thứ hai này cũng vậy, hai người chơi này cũng vậy, ta cũng thêm một click cho nó thêm, đã kéo hai người vào đây, chọn chọn chế độ chơi, chọn người chơi. Ở chỗ số người chơi ta cũng kéo số người chơi vào, số người đây ta ghi là hai người. Vậy là ta đã xong. Ta có thể lưu lại. Bên phần này thì ta cũng lưu lại. Bây giờ ta chạy thử. Rồi. Ta đã thấy này. Ở trên này. Ta thấy có một cái. Game object. Số người chơi. Thì ta nhấn vào. Người chơi với máy chẳng hạn. Nhấn vào thì bên này khi trò chơi hiển thị ra thì ta vẫn thấy có một cái game object là số người chơi đó, và nó sẽ truyền sang một cái biến là một người. Ta có thể chạy lại. Ta chọn vào hai người chơi chẳng hạn thì ta thấy game object của chúng ta lúc này cái biến nó là hai người. Vậy là ta đã lấy được cái biến từ bên màn hình 1 sang màn hình 2 rồi đấy.